đang chuẩn bị đến với diễn biến của set đấu thứ ba, diễn biến của trận chung kết nữ giải bóng truyền hơi cạnh cực phẩm Khánh Sơn tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2022. Kết thúc hai set đấu đầu tiên, hai đội đang tạm hòa nhau và lúc này là diễn biến của set đấu thứ ba. Trận đấu diễn ra giữa công ty Mỹ, vâng, công ty cổ phần đầu tư Mỹ Thái Lạng Giang và đội FC Dĩnh Trì đến từ thành phố Bắc Giang. Phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi là đội Mỹ Thái có sự xuất hiện của Vũ Hoàng. Đây là bóng tốt của Mỹ Thái. Đường bóng đi rất được lắm. Ra rồi. Trận đấu này thì hai đội sẽ thi đấu đến điểm chạm là điểm thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, đã sau một ngày bình luận cho đến lúc này thì bình luận viên cũng đã thực sự là rất mệt và âm lượng bình luận đã không thể được như mong muốn rồi. Cổ họng rất là đau và rát, vì vậy mà không thể bình luận được cho mọi người, cũng chỉ có thể đọc điểm được thôi. Rất mong quý vị và các bạn hãy thông cảm theo các diễn biến chính của trận đấu này, và mọi người hãy nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh để nhận thông báo cho các trận đấu trong những giải tiếp theo. Kênh xin cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu thì điểm số đang là 1-1. Những cú bóng qua lưới bằng chân của số 4 Mỹ Thái và Dĩnh Trì dẫn điểm 2-1. Bóng bật chắn của Dĩnh Trì ra ngoài sân, điểm số 2-2. Hai đều là tỷ số hiện nay. Là rất đơn giản. Nâng bóng lên, nhảy lên đấy. Không có gì mà phải. Bóng chưa thể qua lưới. Và điểm số là điểm số cho Dĩnh Trì 4-2. 3-2 là tỷ số hiện nay. Vâng, thưa quý vị, điểm số chính xác là 3-2. Số 22 Dĩnh Trì chủ không của Dĩnh Trì, đá bóng không qua lưới, điểm phân đều cho đội Mỹ Thái, điểm số 3-3. Một bước một lần nào, đánh đi, rất đáng tiếc, vẫn còn. Điểm cho Mỹ Thái 4-3. Đến ba là điểm số hiện nay cho Mỹ Thái. Một lần Vũ Anh đã thành quả. Nào chuyển lên, nhảy lên đấy, thế, qua đấy, không được. Mỹ Thái đánh bóng ra ngoài. Rồi. Xin lỗi, là điểm cho Mỹ Thái, đó là pha đánh bóng ra ngoài của Dĩnh Trì, điểm số 5-3. Cơ hội cho Vũ Hành xuất điểm rất tốt, quả bóng rất hay. Điểm số cho Mỹ Thái 6-3. Một cú bóng hay của Vũ Hạnh. Và bóng đó kịp thời của số 18 Vũ Hạnh. Và bóng về cuối sân rồi, rất khó cho tình huống vừa rồi có thể được theo được bóng. Điểm số cho Dĩnh Trì 4-6. À, lần này Vũ Hạnh đã không tung ra một lần tập bóng mạnh tay nữa, mà cô đã có một tình huống xử lý lái cổ tay đưa bóng về khoảng trống về vị trí biên 2 bên đội Dĩnh Trì, và bóng đem về điểm số là 7-4. Bóng lọt chắn của số 4 đội Mỹ Thái, điểm số 5-7.
tôi cảm giác như là các bạn cầu thủ trên sân hiện nay là không biết mệt là gì. Thế như là chuẩn bị đến cái này thì kỷ niệm của chị em cho nên là cái tinh thần vẫn khởi. Nào đấy đi, Vũ Hoàng, Vũ Hoàng đâu? Đẹp ra, đánh đi, đấy. Vậy là điểm cho Mỹ Thái, điểm số là 8-5. Hai đội tiến hành đổi sân. Vâng, Mỹ Thái có một cái dàn của huấn luyện viên rất là hùng mạnh, rất là tươi sinh. Và với những cái dụng cụ để gây náo loạn trong ngày hội thì như là một cầu thủ thứ 6. Đánh đi. Không được rồi. Một pha phòng thủ của Mỹ Thái, pha bóng vừa rồi không thành công. Điểm cho Dĩnh Trì 6-8. Ngoài đá bóng tốt. Điểm số 9-6. Thêm một lần nữa vì đội Mỹ Thái tiếp tục nới rộng được khoảng cách đang là 3 điểm. Và điểm chạm của sách đấu này sẽ là điểm thứ 15. Những pha bóng hết sức hồi hộp của sách đấu thứ 3. Vẫn còn. Và lần này thì chính xác là số 22 Dĩnh Trì đã có pha đưa bóng rất khó, khiến cho hàng thủ của Mỹ Thái đã không kịp trở tay. Điểm số là 79. Nếu như có đài truyền hình mà lên sóng buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn đội tuyển quốc gia sẽ lựa chọn được một số cầu thủ ở trong giải đấu của chúng ta để làm vào trong đội tuyển của quốc gia Việt Nam. Đánh rồi, đánh rồi. Ai đánh quả này? Vẫn còn, vẫn còn. Xa nữa. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cứu bóng nhưng đã trở thành một tình huống tấn công và bóng rất bất ngờ. Điểm cho Mỹ Thái là 17. Bóng có vẻ như đi ra ngoài. Vậy là trọng tài xác định bóng là đã chạm tay của vận động viên nữ Mỹ Thái trước khi ra ngoài sân. Điểm số là 8-10. Bóng rơi tự do bên phần sân của Dĩnh Trì một cách đáng tiếc. Không hiểu trong pha bóng vừa rồi các cô gái Dĩnh Trì đã làm gì mà đã để bóng rơi một cách tự do đến như vậy. Điểm số thêm một pha bóng nữa rồi. Điểm số cho Mỹ Thái là 12-8. Điểm chạm của sách đấu là điểm thứ 15. Đây mới là một pha bóng đáng tiếc. Một đợt phát bóng thực sự là rất lãng phí để bóng đi ra ngoài. Hàng công cất lực để tấn công ghi điểm. Tuy nhiên thì đồng đội của cô cũng cần phải chắt chiu cơ hội. Chủ công số 22 của Dĩnh Trì tiếp tục ghi điểm số, giành lại quyền phát bóng và điểm số là 10-12. Tình huống giằng co quá quyết liệt. Bóng đã đi ra ngoài rồi. Một pha xử lý có ý đồ của Vũ Hạnh. Điểm cho Dĩnh Trì, điểm số 11-12. Và các đội sẽ tuyển lựa để bước ra ngoài lựa. Quá tuyệt vời. Hai đội sẽ tuyển lựa những cầu thủ xuất sắc nhất. Quá đẹp, quá hay, rất nhớ. Đánh đi. Tuyệt vời rồi. Bóng rơi tự do bên phần sân của Dĩnh Trì. Đó là một tình huống bỏ nhỏ rất táo bạo và tinh tế của vận động viên số 18 Vũ Hạnh bên phía đội Mỹ Thái. Điểm số là 13-11. Và đúng là lượt rượt đuổi điểm số vô cùng kịch tính. Bên kia chiến tuyến là Vũ Hạnh số 18 và bên này là số 22 của Dĩnh Trì đã có một cuộc đối đầu hết sức quyết liệt. Vũ Hạnh đã đóng hay. Điểm số là 14-12. Mỹ Thái.
Cơ hội giành chiến thắng đang đến rất gần đối với đội nữ Mỹ. Mỹ Thái đã ghi được điểm số cuối cùng. Điểm số cuối cùng cho Mỹ Thái ở trận đấu này là điểm thứ 15. Và họ giành chiến thắng ở trận đấu 3 với điểm số là 15-12. Một chiến thắng chung cuộc là 2-1. Thực sự là rất cố gắng của các cô gái Mỹ Thái. Và đặc biệt là chúng ta phải kể đến vai trò của chủ công Vũ Hạnh. Và chắc chắn rồi, giải cũng đó là chủ công xuất sắc. Chắc chắn sẽ thuộc về cô gái số 18 của Mỹ Thái. Cô hoàn toàn xứng đáng giành được danh hiệu chủ công xuất sắc của giải đấu lần này. Với một vai trò chủ công đánh trong quá trình thi đấu đã bao quát sân. Và thực sự là một vai trò quá quan trọng. Rất phải đáng khen cho đội hình Mỹ Thái ở giải đấu lần này. Và đặc biệt là số 18 chủ công của đội Mỹ Thái, số 18 Vũ Hành. Như vậy là trận đấu này đã kết thúc rồi. Đội Mỹ Thái là đội giành ngôi vị cao nhất của giải đấu bóng truyền hơi tranh cúp thực phẩm Cánh Sơn năm nay. Và Dĩnh Trì là đội giành giải nhì. Vâng, vậy là trận đấu này đã kết thúc và giải đấu này cũng xin được kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ cùng lại gặp lại nhau ở những giải đấu tiếp theo trong thời gian tới. Và đặc biệt gần đây nhất sẽ là giải đấu trong ngày 16 tháng 10 tại nhà thi đấu Trung tâm Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Giang. Cũng là một giải đấu nữ trẻ. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục được chứng kiến những màn thi đấu kịch tính nữa của các đội. Trận đấu này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.